mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Một tà áo dài thước tha duyên dáng. Trời ơi xinh quá, chị ngưỡng mộ em quá. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi, em tên gì? Em tên là Lê Thanh Tâm. Năm nay em 22 tuổi, em vừa mới tốt nghiệp đại học xong. Chuyên ngành của em là chuyên ngành marketing. Rồi xin mời bạn nam. Cái gì vậy anh? Trời làm em hồi hộp quá anh. Hồ Duyên đông quá hả? Dạ, dạ fan. Fan hâm mộ hả? Dạ. Trời gì giống như nghệ sĩ ta. Bên đây fan hâm mộ nhiều lắm nha. Sao? Giờ chỉ mong cái fan bên ngồi bên kia hâm mộ nữa là đủ nha. Bạn tên gì? Dạ em tên là Nguyễn Hoàng Linh ạ. Hoàng Linh? Dạ. Bạn của Quyền Linh? Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 22 ạ. 22? Dạ. Bạn đã tốt nghiệp đại học? Dạ em vẫn đang học đại học ạ. Ủa ở lại lớp hả? Sao vậy? Dạ dạ em học thêm trường nữa. À học thêm trường nữa. Học thêm dạ. Trường đại học nữa. Nhưng dạ. Mà đã tốt nghiệp được trường nào chưa? Dạ tốt nghiệp một trường rồi ạ. À chị ngưỡng mộ em quá. Ngoài đang đi học đại học bà còn làm nghề gì nữa? Dạ em hiện đang là giáo viên thanh nhạc ạ. Giáo viên thanh nhạc dữ nha. Bạn dạy lâu chưa? Dạ cũng được 2 năm rồi. Ủa bạn đang học đại học sao bạn có khả năng dạy thanh nhạc nữa? Dạ cái trường trước kia em học là nhạc viện thành phố ạ. Wow, học nhạc viện thành phố. Dạ. Dữ rồi nha. Dạ. Vậy thì bạn có thể hát một vài câu cho bạn kia nghe nó mát được. Em xin gửi đến mọi người một sáng tác của nhạc sĩ Võ Điện Thanh, bài hát được mang tên Ngày Đẹp Tươi ạ. Hãy bước xuống phố với nụ cười tươi dịu dàng, đón lấy nắng sớm chiếu qua hàng cây buổi sáng. Muốn cất tiếng nói thiết tha dành cho mọi người mà lòng ta bồi hồi mãi. Ngại ngùng chi một lời nói để dòng thời gian trôi qua, đôi khi ta đã trôi qua một giây tuyệt vời. Và hình như đôi khi ta muốn nói ra lòng cứ bồi hồi. Tự tin lên nhé, ta sẽ có phút giây đẹp tươi tuyệt vời. Na 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 na, na 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 na. Hay quá. Ngoài cái việc ca hát nữa bạn còn làm gì nữa không? Dạ em MC. Hả? Dạ. Thôi qua đây ngồi đi. Giữ ta. Thôi. Hả? Cứ mà lấn áp bên đây quá để cho bạn nữ người ta giới thiệu khả năng của mình đi nè. Em ơi, anh có tài gì không em? Mình phải biểu diễn lại chứ em. Mình chắc... thua sao? Về cái mảng mà ca hát này chắc phải đành lép vế với bạn nam. Vậy còn cái gì mà mình lấn vế không? Chắc có thể là chơi trò chơi, sinh hoạt với thiếu nhi là lợi thế của em. Nhất cái thứ hai là em có khả năng quản trò, tại vì do em được đào tạo gì về vấn đề là đi hoạt động các sinh hoạt cộng đồng nhiều. Dạ, hiện tại thì em đang làm gia sư tại nhà, là dạy kèm cho các bé khóa cấp 2. Cấp 2? Dạ. Chị nghĩ là em có rất là nhiều bạn bè, vì là mình sinh viên mà. Dạ. Rồi năng động, duyên dáng như thế này, thì tại sao mà em không có được một người bạn trai cho mình hay sao mà em đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Dạ thì do trước đây thì cái niềm đam mê của em là hoạt động từ thiện, các hoạt động tình nguyện xã hội. Em từng là chủ nhiệm câu lạc bộ marketing. Chủ nhiệm câu lạc bộ marketing? Dạ vâng, thì hầu như thời gian của em dành cho niềm đam mê của mình cũng như là trao dồi kiến thức ở trường đại học. Có thể là lo làm quá nên không có thời gian để tìm bạn trai đúng không? Chắc có thể là vậy, nhưng các bạn trai cũng sợ. Nếu như em có được một người bạn trai thì em mong muốn người bạn trai của mình sẽ như thế nào? Trước tiên em về tính cách, em có 3 chữ C dành cho người ấy. Là sao em? Thứ nhất là trung tình, thứ hai là chia sẻ, và thứ ba là chân thành. Bên đó có được chữ C nào không vậy? Bên đây có mấy chữ C được? Dạ quá trời luôn. Quá trời chữ C hả? Dạ. Về ngoại hình em nghĩ là cao em quay đầu, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khó quá. Cái đầu bên đây cao lắm. Tóc không cả à. Nghĩa đen lẫn nghĩa bóng anh à. Rồi gì nữa em? Dạ người đó phải cao to, tại vì phải to không? To được. Rồi dạ phải là người vui vẻ hài hước. Bạn nam bên kia là fan nhiều quá, chị em là hơi lép vế rồi. Bạn đẹp trai, dễ thương, nhiều fan như vậy. Nhất bạn fan nữ ngồi cười tươi thiệt, tươi luôn, cười quá trời cười luôn. Rồi hát hay, rồi dạy hát, rồi làm MC nữa. Hỏi lý do, ế không ai tin á.
có cái tật gì không thì khai luôn đi, đừng để tôi phát hiện à. Dạ em nghĩ là chắc là ngày xưa mẹ em cũng nói là đừng nên quen bạn gái sớm. Với lại em nghĩ chắc là em khó. Em khó là khó là sao? Dạ đôi khi em không yêu, em cũng yêu cầu là cô gái mà em muốn thì cũng phải là một cô gái thông minh và biết ứng xử. Thông minh bên kia có rồi đó. Dạ. Vậy marketing mà dạ. Ứng xử có luôn, tiêu chuẩn của bạn chỉ vậy thôi. Dạ. Để tôi xem bạn bên kia thế nào. Nhìn hết hồn liền. Trời ơi, gì vậy? Trời ơi, giờ tôi muốn ngồi ghế đỏ sao luôn. Hôm nay bạn sẽ không bao giờ uổng công, tôi nói thật á. Hồi nãy giờ đó, tôi tò mò lắm. Từ tò mò tôi chuyển qua là bực bội. Tôi mà coi mà không giống như nãy giờ vỗ tay nghe là tôi vùi dập cho rồi thấy cái cảnh. To đều. Không, cái này là mũm mĩm múp míp. Mà sao mắt không có to? Ồ, mắt màu đen là vậy đó. Mắt màu to, đen à? Mắt thì nhiều nhỏ xíu vậy. Thấy chị không? Dạ thấy. Thấy chị đẹp không? Dạ đẹp. Chị cảm ơn em. Dạ. Chị thấy em cũng rất là dễ thương. Dạ. Em hát rất là hay. Dạ. Chị hy vọng là em sẽ chọn được bạn gái. Dạ. Chị đang tò mò. Miệng lưỡi. Em làm bạn gái chị bên đây tò mò rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị kéo màn lên. Nào mời bước màn. Đừng làm mất thời gian của nhau nữa. 2 phút dành cho hai bạn bắt đầu. Không biết bạn có thích ăn kem không? Trời, ta đã mặc đủ ăn kem nữa trời. Dễ ăn lắm. Dễ ăn dễ nuôi. Bạn có câu hỏi muốn hỏi mình không? Bài hết trơn, không nhớ em hỏi gì nữa giờ. Bạn có thích những người năng động hát hò không? Bạn có định kiến gì về những người đi hát không? Mình rất thích những cái bạn nam mà gọi là rất là hòa đồng, rất là năng nổ. Đặc biệt là trong những buổi sinh hoạt tập thể mà biết cầm cây đàn là quá tuyệt vời. Ơ hoài vậy? Dấu hiệu của tình yêu. Dạ dạ. 5, 4, 3, 2, 1 hết thời gian. Nói chuyện không chịu nhìn đây mà cứ nhìn mặt tôi hoài chi gì trời, thiệt khổ. Ôi dồi, giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để ta quyết định đồng ý hẹn hò hay không. Một, hai, ba. Giống gì đấy, giống đâu vậy? Hết thời gian. Rồi, mời bạn đứng dậy. Mời bạn. Một cái điều mà tôi nghĩ rằng không chỉ có tôi và các Tường và các bạn đang ngồi dưới cũng rất tiếc. Các bạn rất là dễ thương và tài năng. Cho chị hỏi bạn nam một tí, tại sao em lại không đồng ý hẹn hò với bạn nữ? Dạ, em muốn người bạn gái của em thì không tham gia hoạt động xã hội nhiều quá thì... Tham gia xã hội tốt, tham gia nhiều chương trình cộng đồng tốt, có gì đâu. Bạn không tự tin về bản thân à? Ích kỷ. Dạ. Có thể là bạn ấy đánh mất cơ hội, tại vì thực tế cái công việc mà hoạt động xã hội hay tình nguyện thì nó là một công việc có thể sắp xếp ổn thỏa cả trong khi mà có tình yêu hay không có tình yêu. Chị cũng nghĩ như vậy, chị rất là đồng cảm với em và chị đồng ý với quan điểm của em. Thôi thì đây là cũng là mình phải tôn trọng sự quyết định của hai bạn. Nhưng mà chị cũng mong rằng rồi đây hai bạn sẽ tìm được một nửa của mình và sẽ được hạnh phúc vui vẻ trong cuộc sống và cái con đường mà mình đã lựa chọn.